Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Thế thì nhóm cổ phiếu ngân hàng trong 2 tuần trở lại đây là đã tăng mạnh và đã phát ra tín hiệu ủng hộ cho đà tăng trong trung hạn của thị trường, đồng thời là kéo chỉ số VN Index thoát khỏi vùng đáy. Vậy sau ngành ngân hàng, ngành nào sẽ có sóng thì mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua về vận động của các cổ phiếu ngân hàng. Thì mọi người có thể thấy được đó là một số cổ phiếu ngân hàng, ví dụ như ACB, Liên Việt Postbank hay là BID đã chính thức vào sóng rồi, và các cổ phiếu này đã vượt được đỉnh lịch sử trong năm 2021. Anh chị và các bạn có thể thấy được đó là cổ phiếu ACB là đã gần như là về lại đỉnh cũ năm 2021, hay thậm chí là cổ phiếu Liên Việt Postbank ấy, là cổ phiếu này thậm chí là đã gần như sắp vượt được cái đỉnh của năm 2021 rồi. Và khi một nhóm ngành đã có leader tiên phong thì sẽ tạo được cái hiệu ứng cho toàn bộ các cổ phiếu trong ngành. Hơn nữa, mọi người có thể nhìn vào cái định giá của các cổ phiếu ngân hàng trong thời gian chạy đây. Đây là P/B hay còn là định giá của các cổ phiếu ngân hàng trong năm 2023, thì có thể thấy được hiện tại định giá của các cổ phiếu ngân hàng chỉ là 1,5 lần và đang thấp hơn khoảng 20% so với bình quân P/B của ngành trong 5 năm trở lại đây. Nên mình đánh giá được đó là khi mà các cổ phiếu ngân hàng là các cổ phiếu an toàn, là những cổ phiếu mà có tính chất tăng trưởng trong thời gian trở lại đây mà lại định giá đang rẻ như thế này, thì trong năm 2024 chắc chắn là nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng và giá cổ phiếu sẽ về lại giá trị thực. Và khi mà nhóm ngành ngân hàng có sóng thì mình đánh giá là nhóm chứng khoán cũng sẽ có sóng theo, bởi vì là thông thường các cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu chứng khoán sẽ có sự đồng pha với nhau. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng trước thì nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ tăng sau. Lý do mà mình đánh giá là có sự liên quan mật thiết giữa nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán là bởi vì khi mà các cổ phiếu ngân hàng mà tăng mạnh ấy, thì sẽ cần một lượng tiền vào để đẩy giá cổ phiếu. Anh chị nhìn có thể thấy được cái lượng tiền thể hiện ở cái thanh khoản của cổ phiếu. Thanh khoản của cổ phiếu thậm chí là tăng gấp 5, gấp 7 lần so với trung bình 20 phiên. Và khi mà một cái lượng tiền lớn đổ vào cổ phiếu như thế này thì chắc chắn là cái phí giao dịch sẽ tăng cao. Và khi mà cái phí giao dịch tăng cao thì cái mảng môi giới của các công ty chứng khoán cũng sẽ tăng trưởng được về cái biên lợi nhuận. Và khi mà biên lợi nhuận của cổ phiếu tăng, biên lợi nhuận của công ty tăng thì chắc chắn là cái giá cổ phiếu cũng sẽ tăng theo. Đó là cái sự liên quan giữa các cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu chứng khoán. Hơn nữa đó là chúng ta đã từng có cái lịch sử giữa ngành ngân hàng và ngành chứng khoán trong năm 2021 rồi. Mọi người có thể thấy được đó là các cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu chứng khoán tăng đồng pha với nhau, thậm chí là có cái giai đoạn còn có sóng giữa banh chứng thép, tức là cái sóng song song giữa ba cái nhóm ngành này. Thì hiện tại là nhóm ngành thép ấy thì mình đánh giá là sẽ chưa thể có sóng mạnh bằng ngân hàng và chứng khoán được. Tuy nhiên thì anh chị nhìn vào cái nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành chứng khoán này thì sẽ thấy được cái sự đồng pha giữa các cổ phiếu này. Ví dụ ở cái giai đoạn tháng 11 năm 2020, ở cái giai đoạn này thì các cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu chứng khoán đều có sóng tăng như nhau. Đây là cái giai đoạn mà có sự đồng pha giữa cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu chứng khoán. Sau đó thì một thời gian thì các cổ phiếu chứng khoán bắt đầu có dấu hiệu là đi ngang và bắt đầu có dấu hiệu là có sự chững lại. Tuy nhiên thì nhóm ngân hàng ấy là lại vẫn tăng, tức là nhóm chứng khoán đi ngang nhưng mà nhóm ngân hàng thì vẫn tăng. Thì do đó mình gọi đó là các cổ phiếu ngân hàng sẽ chạy trước và các cổ phiếu chứng khoán sẽ chạy sau, bởi vì là sau khi mà các cổ phiếu chứng khoán có thời gian tích lũy đủ thì sau đó các cổ phiếu chứng khoán cũng sẽ tăng sau và tăng theo ngành ngân hàng, bởi vì là có sự liên quan mật thiết. Các cổ phiếu ngân hàng mà tăng thì các cổ phiếu chứng khoán sẽ được hưởng lợi. Do đó không sớm thì muộn thì các cổ phiếu chứng khoán cũng sẽ tăng sau các cổ phiếu ngân hàng mà thôi. Đây mình gọi là sự tương quan và mối liên hệ mật thiết giữa các cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu chứng khoán. Thứ ba đó là cái triển vọng thực tế của ngành chứng khoán trong năm 2024. Không những là chúng ta đánh giá về định giá của các cổ phiếu ngân hàng đang thấp này, định giá về chúng ta có cái mối liên hệ giữa ngân hàng và chứng khoán, mà chúng ta còn nhìn được cái giá trị thực của ngành chứng khoán trong năm 2024. Thì anh chị và các bạn có thể nhìn được đây là cái cơ cấu doanh thu của một số cổ phiếu chứng khoán. Thì hầu hết các công ty chứng khoán ấy đều có cái hoạt động kinh doanh giống nhau, tức là có cái hoạt động đầu tiên đó là hoạt động cho vay, là hoạt động mà các công ty chứng khoán sẽ cho nhà đầu tư vay margin để hưởng lãi suất. Cái hoạt động thứ hai đó là cái hoạt động môi giới, và cái hoạt động thứ ba tức là cái hoạt động tự doanh, có nghĩa là các công ty sẽ sử dụng nguồn vốn của mình để đi đầu tư, có thể là đầu tư cổ phiếu hay đầu tư trái phiếu và một số cái hoạt động khác, ví dụ như là chứng chỉ tiền gửi hoặc phát hành thêm. Và khi mà anh chị nhìn vào cái mảng
kinh doanh của các công ty chứng khoán, từ cho vay, môi giới cho đến tự doanh, thì mọi người có thể thấy được đó là 3 trên 5 mảng của các công ty chứng khoán đều hưởng lợi khi mà thị trường uptrend. Đó, môi giới hưởng lợi này, tất chắn là khi mà thị trường uptrend thì môi giới hưởng lợi, phí giao dịch tăng thì môi giới hưởng lợi, cho vay cũng được hưởng lợi, bởi vì là khi mà thị trường uptrend thì cái mảng cho vay hay là cái mảng margin thì cũng sẽ được cho vay nhiều hơn, từ đó thì cái lãi suất mà cái hưởng lợi, cái lãi suất thì cũng giữ trung bình, nhưng mà cái số tiền mà hưởng lợi từ lãi suất ấy thì sẽ cao hơn. Và cái hoạt động thứ ba đó là tự doanh thì chắc chắn là cũng sẽ tăng, khi giá cổ phiếu tăng thì tự doanh của các công ty chứng khoán cũng tăng. Thế nên lại là các mảng của các công ty chứng khoán sẽ hưởng lợi rất nhiều trong năm 2024. Thứ hai đó là hiện tại các công ty chứng khoán đang phát hành thêm để tăng vốn rất nhiều, nên là mọi người thấy ở cái phần tài sản và tài sản ngắn hạn của công ty thì tăng rất mạnh. Ở đây cụ thể là tăng khoảng tầm 55%, và mục đích của các công ty chứng khoán khi mà phát hành thêm ấy là để mở rộng cho cái mảng vay margin của mình, thể hiện ở các khoản cho vay tăng khoảng tầm 148%. Ở đây là một công ty chứng khoán đã có cái khoản cho vay khoảng tầm là hơn 9.200 tỷ rồi. Và khi mà các công ty chứng khoán mở rộng cái hoạt động cho vay của mình thì thể hiện được đó là họ đang lạc quan về triển vọng của thị trường, thì họ mới bắt đầu là nới margin của các mã. Và khi mà các mã cổ phiếu được cho vay margin nhiều hơn thì nhà đầu tư sẽ được sử dụng một lượng tiền nhiều hơn để đầu tư một mã cổ phiếu. Và khi mà lượng margin tăng có nghĩa là một lượng tiền lớn hơn được đổ vào thị trường chứng khoán, thì cũng sẽ tác động đến cái xu hướng tích cực của thị trường trong cái thời gian sắp tới. Và mọi người sẽ nhìn vào cái yếu tố cuối cùng, đó là cái yếu tố định giá của thị trường chứng khoán trở lại đây. Thế thì hiện tại là cái định giá của thị trường chỉ đang ở cái mức P trên B bằng 1,6 lần thôi, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Và khi mà một món đồ rẻ mà có giá chịu tốt và có khả năng sinh lời cao thì trước sau gì dòng tiền cũng sẽ tìm đến và sẽ đầu tư các cổ phiếu trên thị trường của chúng ta mà thôi. Có thể là cả dòng tiền trong nước đổ vào và cả dòng tiền của các tổ chức đầu tư nước ngoài nữa. Thế nên ấy, là hiện tại chúng ta định giá của các cổ phiếu đều đang rẻ và định giá của thị trường chung đều đang rẻ, thì chúng ta sẽ có quyền kỳ vọng vào cái triển vọng của thị trường trong cái thời gian sắp tới. Và thứ ba là mình sẽ đánh giá với anh chị và các bạn về kỹ thuật của các cổ phiếu chứng khoán để mọi người thấy được đó là các cổ phiếu chứng khoán này đang có vận động như thế nào. Thì nếu so sánh với thị trường chung ấy thì mình thấy là các cổ phiếu chứng khoán hiện tại là đang có xu hướng là khỏe hơn so với thị trường chung, bởi vì mọi người đều biết là thị trường đều có rung lắc tại vùng đỉnh, nhưng mà mọi người sẽ thấy được đó là các cổ phiếu chứng khoán này thì có sự rung lắc ít hơn, thậm chí là các cổ phiếu chứng khoán ví dụ như là SSI này thì hai phiên gần đây là đều đã có cái lực cầu vào đỡ rồi, và giá cổ phiếu thì có lúc là đã có cái mức giá xanh rồi, tuy nhiên ảnh hưởng với thị trường ấy, thế nên là giá cổ phiếu vẫn bị đỏ nhẹ thôi, nhưng nhìn chung là cái xu hướng của các cổ phiếu chứng khoán vẫn đang khỏe hơn. Hay thậm chí là cổ phiếu VX là cổ phiếu mà có tin đồn, nhưng mà giá cổ phiếu là đã hấp thụ được cái thông tin này rồi, và cổ phiếu cũng đang đi ngang trong cái biên. Thậm chí ấy, là mọi người nhìn vào các cái biên của cổ phiếu của các cổ phiếu chứng khoán ấy là đều chưa vi phạm biên, tất cả các cổ phiếu vẫn đang tuân theo cái quá trình đi ngang của mình, vẫn đang trong cái quá trình biên đi ngang tích lũy. Cổ phiếu VND cũng vậy này, đã có dòng tiền vào tham gia hai phiên trở lại đây này. Cổ phiếu HCM thì cũng rất là khỏe luôn, mở gap tăng, sau đó là có cái quá trình backtest rũ lại và có cái xu hướng là chuẩn bị vượt lại cái vùng đỉnh cũ này. Nên là mình đánh giá là khi mà các cổ phiếu chứng khoán đã có cái vận động, thứ nhất đó là cái thời gian tích lũy lâu, tích lũy từ giữa tháng 11 cho đến hiện tại là đến giữa tháng 1, tức là các cổ phiếu này đã có thời gian 2 tháng tích lũy rồi, thì chỉ cần là khi mà thị trường đồng thuận và thị trường ủng hộ thôi thì các cổ phiếu chứng khoán với cái nền như thế này thì nhịp sau đó sẽ bật tăng rất là mạnh, bởi vì là không những là các cổ phiếu này có kỹ thuật rất đẹp, đủ thời gian tích lũy rồi, thứ hai đó là triển vọng và cái nội tại doanh nghiệp có sự tăng trưởng thật, thì không sớm thì muộn thì các cổ phiếu chứng khoán cũng sẽ bước vào sóng tăng mà thôi. Và khi mà các cổ phiếu bước vào sóng tăng thì mình đánh giá đó là anh chị nên có ít nhất 2 cổ phiếu chứng khoán trong danh mục đầu tư của mình trong 2024, có thể là một cổ phiếu đầu tư trung hạn hoặc một cổ phiếu lướt sóng, nhưng mọi người ít nhất phải có ít nhất 2 cổ phiếu chứng khoán trong danh mục để đầu tư. Hay là cổ phiếu VCI cũng vậy này, cái nền giá của cổ phiếu rất là đẹp luôn. Các cổ phiếu chứng khoán là các cổ phiếu mà có nền tích lũy rất là đẹp. Ngoài chứng khoán thì bất động sản cũng đẹp, nhưng mà chứng khoán thì mình thấy được cái triển vọng của doanh nghiệp nó rõ ràng hơn so với bất động sản, nên là mình vẫn ưu tiên chứng khoán hơn bất động sản. Anh chị đầu tư thì mọi người cũng có thể tham gia cả chứng khoán bất động sản, nhưng chứng khoán giữ cái chỉ tỷ trọng cao hơn trong danh mục. Hay là SHS cũng vậy này. Đấy, mọi người nhìn cái form tích lũy của cổ phiếu rất đẹp luôn. Từ giữa tháng 11 tích lũy đã được 2 tháng rồi. Khi cổ phiếu tích lũy đủ, tạo nền đủ, đồng thời là nếu như các cổ phiếu chứng khoán này ra báo cáo tài chính có sự tăng trưởng mạnh và thị trường có sự đồng thuận, thì khi đó là chắc chắn các cổ phiếu chứng khoán sẽ bước vào cái nhịp tăng mới sau ngành ngân hàng mà thôi. Đó là cái chia sẻ của mình về các cổ phiếu chứng khoán trong cái thời gian sắp tới. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like video và một subscribe kênh nhé. Anh chị nào muốn đồng hành cùng với mình trong nhóm khách hàng để mình chia sẻ những
những cổ phiếu tốt có để mua thì mọi người có thể liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình để mình thêm anh chị và các bạn vào nhóm khách hàng nhận cái lệnh cũng như cái khuyến nghị mua bán của mình trong thời gian sắp tới nhé. Và hiện tại bên mình cũng đang liên tục tuyển dụng cộng tác viên làm việc trong lĩnh vực chứng khoán. Nếu như mọi người có niềm đam mê với chứng khoán và muốn làm việc trong cái lĩnh vực này thì mọi người có thể là tham gia cái hội nhóm của mình để làm việc cùng với mình, để mình chia sẻ thêm kinh nghiệm làm việc cho anh chị và các bạn. Cuối cùng thì cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.